bài tập 3 do thầy giao với đề bài là cho vi điều khiển viết 16F887 kết nối với 3 nút nhấn up, down, star và 2 led 7 đoạn. Với thực hiện như sau, như là ban đầu 2 led 7 đoạn hiển thị số 5, nhấn up thì tăng lên 1 đơn vị, nhấn down thì giảm 2 đơn vị. Phạm vi hiển thị của 2 led 7 đoạn là làm từ 5 cho đến 15. Nhấn star thì hai đèn led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì sẽ nhấp nháy số đó bấy nhiêu lần. Với yêu cầu là vẽ mặt, vẽ doodle, viết chương trình và mô phỏng. Sau đây em xin trình bày bài phải vẽ mặt. Sau đây em xin vẽ mặt như lấy đầu tiên chúng ta sẽ lấy linh kiện ra. Đó là 16F87. Nhấn điểm trắng lết bị đòn. Chương 13 mọi người luôn. Sau đây mình sẽ nói đó. Thank you.
giờ là tên gì? Ta sẽ bắt buộc cho hai con đấy. Tại sao là nó quỷ xe? Ta thiết lập các cái trị ban đầu. Đây sẽ là 220. Đây sẽ là số dây đồng tuần là 20 mét. Ta đem trình bày về lưu đồ. Đây là lưu đồ. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo biến, khai báo thư viện. Sau đó chúng ta sẽ biến đến bằng năm. Biến đến bằng năm nó sẽ giảm là hiển thị red, nó là số 05. Sau đó nó sẽ kiểm tra nó up có nhấn hay không. Nếu không nhấn, nó sẽ kiểm tra tiếp down có nhấn hay không. Không nhấn, nó kiểm tra start hay không. Và nó sẽ quay bạn là gì đây. Nếu up có nhấn thì biến đến sẽ tăng lên 1. Lúc này biến đếm của ta là 6, so sánh 6, không lớn 15 là sai. Lúc này nó sẽ quay về phiên dịch và giải mã hiển thị led là số 6. Nếu ở đây biến đếm của ta lớn 15 là đúng thì biến đếm của ta sẽ quay về đây và thời gian là giá trị là bằng 5. Còn đây nếu nút down nếu chúng ta có nhấn biến đếm sẽ là trừ 2 và nó sẽ xem so sánh biến đếm có nhỏ hơn 5 hay không. Nếu đúng á, biến đếm nhỏ hơn 5 thì nó sẽ gán lại biến đếm thành 15 và nó sẽ giải mã hiện hành chương trình. Còn nếu biến đếm mà nhỏ hơn 5 là sai thì nó sẽ phiên dịch hiển thị ra các số. Do đó ví dụ ở đây là số 8, biến đếm trừ 2 là số 6, nhỏ hơn 5 là sai, nó sẽ quay về phiên dịch và hiện ra là số 6. Tiếp tục nút star, nếu nút star có nhấn thì nó sẽ gán biến y bằng đếm.
nó sẽ rồi sau đó nó sẽ tắt y lần, có nghĩa là đếm tới đây, ví dụ y biến đếm xuống đây của ta đang là 6 thì nó sẽ ghép y bằng 6 và chớp tắt 6 lần, sau đó nó sẽ quay lại kiểm tra nút nhấn và kết thúc chương trình. Sau đây là phần code của chương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo biểu diễn của nó là 16F887, khai báo xung đốc là hạt ớt từ 4 đến 20 MHz, sử dụng làm delay 20 mb và khai báo thư viện của led reader từ 0 cho tới 9, và khai báo cho biến đếm t y. Đầu tiên chương trình chính chúng ta sẽ set cho bot d, bot c và bot d là bằng 0 và bot e là mức 1. Sau đó chúng ta gắn biến đếm bằng 0, bằng 5. Đây là chương trình lập. Chúng ta xuất test bị đoạn bằng đếm chia 10. Đây là hàng xuất ra hàng chục. Chúng ta xuất ra ổ d và lấy bị đoạn đếm. Đây, đây ở trên đây là chia 10. Lấy nguyên ở dưới là chia 10 lấy dư là hàng đơn vị. Sau đó chúng ta delay 100 ms. Bây giờ khi nhấn nút up, ta tiếp nếu nút nếu pin E0 này được nhấn thì sẽ delay. Sau đó gắn biến T bằng 1, nếu T bằng 1 thì biến đếm này thì biến đếm sẽ tăng lên 1. Và sau đó nó sẽ xuất ngõ ra C và ngõ D. Và nếu biến đếm này lớn hơn 15 thì nó sẽ ráng trở lại biến đếm lại bằng 5. Tiếp theo là chúng ta nhấn down, chúng ta nếu cái pin E1 này được nhấn thì nó sẽ delay và gắn biến T này bằng 2. Nếu cái biến T này bằng 2 đúng thì biến đếm sẽ bằng đếm trừ 2. Sau đó nó sẽ xuất ra C và D. Và nếu biến đếm này nhỏ hơn 5 thì nó sẽ gắn lại biến đếm là 15. Hiển thị ra màn hình LED. Chớp tắt. Đây là hàm chớp tắt. Nếu pin E2 là nút nhấn star được nhấn thì nó sẽ delay, đây là chống dội. Mà nếu T bằng 3 là đúng thì chúng ta có hàm là for để nhấp nháy cái đèn LED. Và ta cho for y bằng 0, y nhỏ hơn biến đếm, y cộng cộng. Đếm biến đếm bằng mấy thì y sẽ nhỏ hơn biến đếm để nhấp nháy đúng số lần. Và số... đây là chương trình mô phỏng. Mình đã làm code vô rồi. Đó, run. Yêu cầu cái này phải khi khởi động thì đèn LED sẽ hiển thị 0.5. Khi ta nhấn up nó sẽ là 1 đơn vị. Và khi lên tới 15 chúng ta nhấn nó sẽ quay về 5. Đây là nhấn khi nhấn down nó sẽ giảm 2 đơn vị. Khi ta nhấn một lần nữa có lẽ nó xuống 4. Nhưng mà nó sẽ không xuống 4, nó sẽ quay về 15. Đây. Gọi là nó dễ sao sẽ là 2 đơn vị. Đây là nút star. Khi ta nhấn nó sẽ chớp tắt 5 lần, 6 lần. Vậy là bài báo của chúng ta đã hoàn xong. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.